Chương 1 Bùa đòi mạng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tại đại thế giới trung thổ, ở bên ngoài thuần dương cung, thánh địa võ đạo, đang diễn ra một trận giao phong ngôn ngữ kịch liệt. Trong đó, một bên là thiếu niên mặc áo xanh, trên ống tay áo thêu một con cự lông vàng ống, nhìn qua không quá 16, 7 tuổi, còn bên kia thì mặc một bộ áo vải, niên kỷ cũng lớn hơn thiếu niên một chút. Hai người giằng co, người chiếm ưu thế lại là thiếu niên không quá 16, 17 tuổi kia. Trần Khuynh Địch Rốt cuộc là ngươi mạnh hơn ta ở chỗ nào? Ồ! Trần Khuynh Địch rất hứng thú nhìn đối phương, mà đối phương thì than thở khóc lóc, tiếp tục lên án. Ta vào lúc 3 tuổi đã tu võ, 8 tuổi rèn luyện gân cốt, 12 tuổi đạt đến sơ khuy môn kính, 15 tuổi đạt đến tiểu hữu sở thành, 20 tuổi đạt đến xuất thần nhập hóa, nếu ngươi có tình cảnh như ta sẽ không có lý do mạnh hơn ta trần khuynh địch chớp chớp mắt nói quả thật với thiên phú của ngươi cũng coi như là người ưu tú trong đệ tử nội môn trong tương lai cũng không phải là không thể trở thành đệ tử chân truyền nhưng trần khuynh địch lớn tiếng nói ta có một người cha tốt lời vừa được nói ra đệ tử nội môn kia lập tức đỏ bừng mặt thở mạnh nói ta tu luyện khắc khổ từ nhỏ đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, không biết phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới có tu vi và địa vị như bây giờ. Một câu ngạn ngữ, tam cửu và tam phục lần lượt là hai thời điểm lạnh và nóng nhất trong năm, bởi vậy nên đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, ý chỉ người siêng năng thì kể cả vào thời điểm khắc nghiệt nhất cũng không bỏ qua rèn luyện. Trần Khuynh Địch nói, ta có một người cha tốt. Đệ tử nội môn gầm thét một tiếng thiên phú võ học của ta hơn ngươi một lòng suy nghĩ cho tông môn mấy lần tham gia nhiệm vụ tông môn đều hoàn thành viên mãn trần khuynh địch nói ta có một người cha tốt đệ tử nội môn lắc lư mấy lần sự phẫn nộ trong mắt giống như có thể hóa thành hỏa diễm nói ta hòa ái dễ gần với các sư đệ tôn kính hữu lễ với các trưởng lão còn đoạt được quán quân trong trận thi đấu nhỏ hôm qua của tông môn trần khuynh địch bình tĩnh nói tiếp ta có một người cha tốt. Ngươi 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 ngươi. Đệ tử nội môn phát trung như động kinh, dùng tay phải chỉ vào Trần Khuynh Địch, đã cà lâm. Tông, tông môn có một tên gia hỏa dựa vào lão cha trèo lên cao như ngươi, sẽ ngày càng mục nát. Ngươi nói cái gì? Trần Khuynh Địch lập tức vô cùng giận dữ, chỉ vào con cự long vàng ống trên quần áo của mình nói. Ngươi hãy chú ý lời nói cho ta. Ta là đạo tử chân truyền, một đệ tử nội môn cỏn con như ngươi cũng dám khiêu chiến có tin ta phái ngươi đi đến nam cương trấn áp mang tộc gặm khoai tây hàng ngày hay không đầu tiên đệ tử nội môn kia bị khí thế của trần khuynh địch dọa cho lui về sau một bước nhưng nghĩ đến việc mình khắc khổ nỗ lực như thế kết quả còn không bằng một tên dựa vào lão cha trong lòng lập tức tức giận càng ngày càng giận dữ muốn rút trường kiếm bên hông ra để liều mạng với tên phú nhị đại lớn nhất tông môn này Phú Nhị Đại hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn. Hừ. Trần Khuynh Địch nhíu mày, khí tức khổng lồ chảy ra từ trong thân thể, trực tiếp áp lên người của tên đệ tử nội môn. A, à, luyện tinh hóa khí, ngươi thế mà đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Đệ tử nội môn cảm thấy bất khả tư nghị nói, võ học hậu thiên có bốn tiểu cảnh giới, hắn đã đạt đến cảnh giới thứ ba xuất thần nhập hóa, nhưng tu vi của Trần Khuynh Địch còn vượt xa hắn, thậm chí là đã siêu việt hậu thiên, đạt đến cảnh giới tiên thiên. Cái cảnh giới này, cho dù là ở trong tông môn cũng chỉ có một số ít đệ tử chân truyền và các trưởng lão đạt được. Được rồi, bản đạo tử cũng không so đo với ngươi, đi xuống đi. Trần Khuynh Địch mỉm cười, sau đó mặc kệ tên đệ tử nội môn không cam lòng, nghênh ngang rời đi sau khi đi vào sơn môn nhà mình trần khuynh địch mới thu hồi nụ cười ở trên mặt lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt văn nhã thân là một phần tử xuyên việt trần khuynh địch may mắn hơn đại bộ phận lúc tỉnh lại đã phát hiện ra mình trở thành đạo tử chân truyền của một trong thập đại thế lực trong thiên hạ thuần dương cung ở bên trên không chỉ có nghĩa phụ của mình cung chủ thuần dương cung ở phía dưới còn có một nhóm lớn đệ tử làm trợ thủ ngoài ra còn duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả các trưởng lão thiên phú của bản thân cũng làm nghĩa phụ vui vẻ, còn trẻ tuổi đã đạt đến cảnh giới tiên thiên. Có lẽ đây chính là phú nhị đại A, à, vấn đề duy nhất chính là... Ôi, khuynh địch, chuẩn bị thế nào rồi? Lần này ngươi đã đột phá đến cảnh giới luyện khí hóa thần, còn chủ động đề xuất muốn rời cung lịch luyện. Đúng rồi, nếu lần này ngươi cũng rời cung, thì cũng không ngại trong năm nhóm đệ tử ngoại môn đi ra ngoài lần này, lúc đầu người lĩnh đội chỉ có tu vi hậu thiên đỉnh phong, tông môn cũng hơi không yên tâm một trung niên nam tử đi tới trước mặt trần khuynh địch mặc phục sức trưởng lão thuần dương cung khẽ cười nói ồ trần khuynh địch ngẩn ngơ nhưng lập tức liền phản ứng lại lâm trưởng lão cứ yên tâm đi khuynh địch làm sao có thể khiến cho nghĩa phụ thất vọng ta sẽ tận lực hỗ trợ ha ha cũng đúng đứa bé khi đó bây giờ đã có tu vi như thế này đã không cần ta phải quan tâm nữa rồi Trung niên nam tử bật cười lớn, sau đó chắp tay với Trần Khuynh Địch rồi quay người rời đi. Mà sau khi tiễn đối phương đi, Trần Khuynh Địch cũng khẽ thở dài một tiếng, lấy một quyển trục viết đầy tư liệu từ trong ngực ra, chậm chậm mở ra. Lạc Viêm Thành là một tòa thành nhỏ ở biên Thùy Viêm Hán Quốc, nước thuộc hạ của Hoàng Triều Đại Càng, xác thực có bốn tiểu gia tộc bất nhập lưu, người mạnh nhất ở trong đó cũng chỉ là cảnh giới hậu thiên đỉnh phong. Gia tộc cần tìm hẳn là Dương Gia ở trong bốn gia tộc nhỏ. Trong bốn gia tộc, Dương Gia cũng chỉ coi như là đứng hàng trung bình. Trong các đệ tử của gia tộc, cũng xác thực có một người tên là Dương Xuân. Quả nhiên, thật sự là có người này à. Trần Khuynh địch hít vào một hơi thật sâu, sau đó đưa ý thức vào trong cơ thể, rất nhanh liền nhìn thấy tấm bản đen to lớn giống như bản đen trong lớp học trước khi xuyên Việt. Trên tấm bản hiện ra mấy hàng chữ lớn màu vàng chói lọi, thời gian còn lại trước khi ký chủ tử vong. 10 năm Không sai, đây chính là vấn đề duy nhất mà Trần Khuynh Địch gặp phải từ khi xuyên Việt cho đến nay. Qua 10 năm nữa, hắn sẽ không còn sống nữa. Cái gì mà hệ thống chứ, lúc đầu ta còn tưởng đây là ngón tay vàng, không ngờ được kết quả lại là bù đòi mạng. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.